Nói chung là cái chiến thắng. Thì ai sẽ là người chiến thắng? Anh Đăng Thiên để chiến thắng cho EG. Khi mà PA có Magnus Boop cũng như Magnus để Sena Boop cho đồng thời cả hai người, là cả Sumail lẫn cả ATG, thì cái lượng nam tay rất là nhiều mà có mít. Trong người nó còn sáng đỏ lên. Đúng rồi. Nhìn nó chán rồi. Thực sự. Ô trông kia. F1 chết trong tay của Bobby. Một cái con hero mà nó khá là bị sai một chút ở điểm đầu game. 8 giáp. Thì đấy nhỉ. Tự nhiên một tình huống di chuyển ra đến từ bên phía F4. Không được. F4 cắm Senchi ra nhưng mà Zai có một cái dìu và anh ta phá luôn. Còn cắm thêm một Senchi nữa để kết thúc mạng của Zai, nhưng mà Zai quay ngược lại và ra khỏi tầm của Senchi kìa. Trông một mình của Sanking thì thôi mà câu biết bao nhiêu thời gian, và đó là mạng của PA phải nhìn nằm xuống. Bobby đang cố gắng chạy nhưng mà Sumail đuổi theo, đẩy thêm một cái bóng nữa này, chói một phát này. Inverter đáp ra nhưng F4 đang lùi về rồi khi anh dính cho mình tiếng Starphone. Vậy là hai mạng dành cho mình với Gigi trong tiếng này. Rất may cho Sumail khi mà Mid One nhảy trượt. Có lẽ Sumail vẫn chết thôi. Khi mà đó là một cái bắn tên ra của Zapdo nhưng không, Sumail đẩy thêm một bóng nữa và em tôi sẽ chung. Thì bây giờ con Ember này đang trở thành một con Storm Spirit. Chém chói ra này, Puppy bị giữ chân lại. Sumail đang dính một pha chói đến từ gây tốt, nhưng mà trong đó thì giao lời dài bắt được một người rồi. Magnus chỉ còn cho mình nửa cây máu và Sumail bật BKB lên chém chết một người. Puppy đã chết, dài cũng phải lên bảng, nhưng mà Chris chết rất nhanh trong qua dồn đam của Nisa. Bây giờ pha chém bắt này có chém bắt được không, và Nisa cố tình phải chết đây. Đó là triple kill dành cho bên phía của Easy. Giáp dù cũng phải chết luôn, và đây là ultra kill. Đâu rồi nhỉ, ông Mid One đâu rồi? Phải chạy thôi khi mà ba thành viên bên phía của Sirius không có buyback vào. Có cho mình một cái Abyssal Blade thì em nghĩ rằng là anh ấy có thể kết thúc ngay một mạng nếu mà anh ấy muốn. Chỉ cần một pha phi tiêu mở mà thôi. Nào, Zai đang làm cái gì đấy? Bị chém chói. Nào, Blink vào chém Abyssal Blade rồi nam vào luôn. Nhưng mà Zai quá trâu. Zai bây giờ mới chết cơ. ATG bị đấm vào nhưng ATG vẫn chưa chết, anh vẫn còn cho mình. Đó là cái khiên rộng tràn và EZ đang muốn lùi lại một chút. Blink lên chém ngược luôn kìa. Nhưng mà Puppy thì không chết. Ember phải có mặt để cứ nhưng mà ăn lại cái tên. Thế gì? Tại sao lại ăn một cái tên như thế? Có vẻ như là Sumail hơi đen rồi. ATG phải sụt rút thật nhanh, phải sụt thật nhanh. Ember và ép ra và anh muốn trở lại combat. Nhưng mà Ember phải TP ra khi mà Ember không hề có bóng ở đấy. Mid One quá vui vẻ thì phải. Không được rồi, Mid One vui quá. Và Mid One phải chạy đi thôi. Mất cho mình Shadow đen này. Cái phi tiêu này có bắt không? Ui, có bắt nhưng... bắt em ạ. Có bắt nhưng mà rất là tiếc khi mà Mid One đã kịp bật đắp bách. Trời ơi. Có bắt luôn. ATG trận đấu này phải nói là rất may mắn, và anh ta cũng phải là người đánh hay nữa. Nhưng mà liên tục là những tình huống phi bát và cờ cái tình huống đấy mà Mid One không bật đắp bách thì chắc chắn là ATG sẽ bờ linh vào và chết luôn. Gọi là có impact mà. Được, nhưng mà không thể nào bằng con Shadow đến mình được khi mà con off thì không có skin để cứu đồng đội. Nào bây giờ Slug nhảy lên này bắt vào người Fly, nhưng Fly còn đó là Disruption. ATG sẽ làm gì đây? Blink lên chém luôn, chém tiếp. Và đó là một bàn của Sanking phải nằm xuống. Cái gì thế này? Mid One đang tan biến quá nhanh nhưng không, anh vẫn còn cho mình Shadow đen. Vậy là anh đang cố gắng cắn một người Crit nhưng AP hai người để giữ chân lại hai core của team Sanking. Và bây giờ thì ATG đang chém tiếp Fly chẳng không, Mid One vẫn còn sống. Nhưng Ember thì không muốn điều đấy, đi đâu, bạn đi đâu đấy. Và bây giờ thì Ember dính tên nằm dưới, Ember trâu quá. Mid One vẫn còn sống, Ember còn bóng. Nào đẩy bóng lên em ơi. Không được rồi. Đồng nghĩa với việc là bây giờ Slug sẽ phải đánh cẩn thận. Nếu mà không đánh cẩn thận là sẽ là chết. Mid One nhìn thấy được ATG, ATG bật ngay BKB lên nhưng mà chém mất Slug đi thôi. Đẩy bóng vào không được rồi. Mid One còn đó là BKB nhưng Shadowhead không còn. Chỉ cần một pha đáp thôi. Đáp đến từ bên phía F4 nào, và Mid One sẽ là chết trong tình huống này chăng? F4 không, khi mà cái pha đấy đáp chưa đánh ạ. Rồi. Em tôi không muốn điều đấy xảy ra. Và đẩy bóng ngược lại. Nisa đã bật cho mình tham lap. Nhưng mà đó sẽ là kết thúc dành cho team Sexy tôi khi mà EZ đã lùi về rồi. Họ câu được cái buyback đến từ bên phía của thanh niên Mid One. Và cái AP Center này đẹp đấy giờ, nhưng mà bạn sẽ chết thôi. AP Center là của bạn nhưng mà mạng của bạn là của chúng tôi. Và Puppy không phải nằm xuống trong tình huống này. Hai mạng của City đã lên bảng rồi. Anh ấy bỏ chém chết Mid One thì Mid One chết rồi. Và Nisa cũng phải nằm xuống. Chiến thắng là dành cho team EZ. Một trận đấu mà EZ đã làm tốt hơn rất nhiều ở trong cái kèo đấu VOA này. Đẩy bóng lên nào. Puppy đang làm cái gì? Puppy đang làm cái gì đấy? Puppy cũng phải nằm xuống. Và EZ sắp căng rồi. Đẩy bóng vào. Về có chú ý cái chú từ từ đi. Về nào anh ơi. Và chiến thắng sẽ dành cho EZ trong trận đấu này. Mà không có bay bách mà. Trận đấu này anh có thể nói ATG anh quá may mắn. Liên tục là bát nào bát rồi, em có thể xem combat. Nếu mà được xem lại combat vừa rồi thì ATG anh ta cứ phóng rào, cứ mở link vào là bát. Vâng, thực sự là một game đấu mà EG đem lại chúng ta rất nhiều cảm xúc. Thần may mắn đã phù hộ cho bên phía EG.